Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mới đây ngày 15 tháng 7 năm 2020, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia, các nhà khoa học cho rằng một ngôi sao lùn trắng có thể đã sống sót sau vụ nổ siêu tân tinh cách đây 40 triệu năm. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi giải mã trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Nằm trong chòm sao Thiên Long, cách trái đất 1.432 năm ánh sáng, chúng ta đang đi đến một ngôi sao lùn trắng có tên SDSS G1240-6710. Qua quan sát ban đầu, đây là một ngôi sao đang di chuyển qua dải ngân hà với vận tốc khoảng 900.000 km/h. Điều đặc biệt là nó đang di chuyển ngược hướng với chiều quay của dải ngân hà. Như chúng ta đã biết, hệ mặt trời và các ngôi sao khác đang quay tròn theo những vòng xoắn ốc của dải ngân hà. Đôi khi các nhà khoa học cũng phát hiện một số ngôi sao hay hành tinh bay ngang qua hoặc bay ngược lại với chiều quay của dải ngân hà. Thông thường, chúng được gọi là những hành tinh và những ngôi sao du mục. Nhưng khi nghiên cứu về bầu khí quyển của sao lùn trắng SDSS G1240-6710, các nhà khoa học nhận thấy nó có nhiều điều bất thường. Theo một nghiên cứu trước đây, thì bầu khí quyển của nó không chứa hydro hay heli mà bao gồm các hỗn hợp oxy, neon và silicon. Gần đây các nhà nghiên cứu đã hướng kính viễn vọng không gian Hubble vào ngôi sao. Họ tìm thấy carbon, natri và nhôm cũng xuất hiện trong bầu khí quyển của nó. Hỗn hợp này đã làm cho ngôi sao khác biệt hoàn toàn với những ngôi sao có quỹ đạo ngược chiều khác. Chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng rất có thể nó là thành viên của hệ thống nhị phân. Nó đã sống sót sau vụ nổ siêu tân tinh và nó cùng với người bạn đồng hành của nó đã bay qua dải ngân hà theo hướng ngược lại với nhau. Ngoài ra, khi tính toán về khối lượng, các nhà nghiên cứu thấy rằng nó có một khối lượng rất thấp, chỉ tương đương khoảng 40% khối lượng của mặt trời. Điều này có thể xảy ra khi ngôi sao bị mất khối lượng một phần từ vụ nổ siêu tân tinh. Boris, trưởng nhóm nghiên cứu, một nhà vật lý thiên văn ở Đại học Warwick chia sẻ, khi chúng tôi nhận thấy sao lùn trắng khác thường này có khối lượng thực sự thấp và di chuyển rất nhanh, tôi lập tức tò mò về những gì đã xảy ra với nó trong quá khứ. Ông cho rằng, vụ nổ siêu tân tinh không hoàn chỉnh đã khiến phần còn lại của ngôi sao bắn ngang qua dải ngân hà. Ông và nhóm nghiên cứu nhận thấy, tất cả nguyên tố trong khí quyển ngôi sao đều được sinh ra trong các phản ứng nhiệt hạch đầu tiên của vụ nổ siêu tân tinh. Tuy nhiên, nhóm nguyên tố nặng như sắt, chrome và mangan bị vắng mặt. Những nguyên tố nặng hơn này thường được tạo ra từ nguyên tố nhẹ hơn và sự vắng mặt của chúng cho thấy ngôi sao lùn trắng chỉ trải qua một phần vụ nổ siêu tân tinh. Nó không đạt nhiệt độ và mật độ cần thiết để sản sinh ra nguyên tố nhóm sắt. Các nhà nghiên cứu cho rằng SDSS G1240-6710 khá nhỏ so với các sao lùn trắng khác. Do đó, năng lượng của vụ nổ không hoàn chỉnh yếu đến mức phần lớn sao lùn trắng vẫn nguyên vẹn. Vụ nổ tách sao lùn trắng này ra khỏi ngôi sao đồng hành khiến nó văng vào không gian sâu. Dựa theo khối lượng và nhiệt độ của ngôi sao, nhóm nghiên cứu ước tính vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây khoảng 40 triệu năm trước. Mặc dù còn nhiều điều chưa biết về ngôi sao còn lại trong hệ nhị phân này, các nhà nghiên cứu suy đoán đó cũng có thể là một sao lùn trắng giống như SDSS G1240-6710. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một siêu tân tinh đặc biệt mà trước đây các nhà khoa học chưa hề biết đến. Một siêu tân tinh của hệ nhị phân giữa một sao lùn trắng và một sao khổng lồ đỏ đã già. Khi vụ nổ xảy ra, bằng một lý do nào đó, nó đã đẩy ngôi sao lùn trắng đồng hành ra ngoài và lõi của sao khổng lồ đỏ sụp đổ tạo thành một sao lùn trắng khác. Ngay sau đó, cả hai ngôi sao lùn trắng đã bị đẩy về hai hướng ngược chiều nhau và đây là cuộc chia ly mãi mãi không thể gặp lại. Hải Yến hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ tìm ra người bạn sao lùn trắng đã thất lạc kể từ khi vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây 40 triệu năm về trước. Có thể nói rằng, vụ nổ siêu tân tinh vẫn là một trong những hiện tượng bí ẩn bậc nhất trong vũ trụ. Đây là sự kiện thiên văn biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao. Như chúng ta đã biết, các ngôi sao được hình thành từ những đám bụi và khí trong vũ trụ. Nhờ vào một lực hấp dẫn, chúng tích tụ lại và tạo nên hình dạng một ngôi sao sơ sinh. Phần vật chất bên trong một ngôi sao mới hình thành nóng rực và tiếp tục thu hút thêm những đám bụi khí xung quanh.
giai đoạn tăng trưởng này có thể mất tới hơn 50 triệu năm trước khi ngôi sao ổn định và có thể tồn tại tiếp trong vòng 10 tỷ năm tới. Những ngôi sao được cung cấp năng lượng nhờ phản ứng hạt nhân chuyển đổi hydro thành heli. Những phản ứng này được thực hiện bên trong lõi của ngôi sao. Nguồn năng lượng mà nó tạo ra được hướng ra ngoài, giúp cân bằng với lực hấp dẫn, khiến cho ngôi sao có hình dạng và kích thước xác định. Đồng thời, nhờ nguồn năng lượng này, các ngôi sao có thể phát sáng, nhờ vậy mà chúng ta có thể quan sát được. Khi một ngôi sao sử dụng hết nguồn năng lượng, không còn hydro để chuyển hóa, thì đó sẽ là khởi đầu của một sự kết thúc. Không còn năng lượng đồng nghĩa với việc không còn lực cân bằng, do đó ngôi sao sẽ sụp đổ vào chính tâm của nó. Lớp vỏ sụp đổ khiến các phản ứng hạt nhân tiếp tục xảy ra bên ngoài bề mặt ngôi sao, khiến nhiệt độ của nó tăng vọt và lớp khí xung quanh nóng lên, khiến ngôi sao trở thành một quả cầu khí khổng lồ và đỏ rực. Với những ngôi sao có kích thước siêu lớn, chúng sẽ giữ các lớp vật chất xung quanh nhờ lực hấp dẫn và nung chảy chúng để tổng hợp nên các nguyên tố kim loại nặng. Và cứ thế, đến khi tạo nên một phần lõi vật chất có khối lượng đủ lớn, nó sẽ tạo ra một vụ nổ siêu lớn, một vụ nổ siêu tân tinh. Sau đó, phần lõi còn lại có thể hình thành nên một hố đen. Còn với những ngôi sao nhỏ hơn, chúng sẽ giải phóng các lớp khí bên ngoài vào không gian, còn phần lõi của nó sẽ lộ ra chuyển thành một khối cầu có màu trắng hay còn được gọi là sao lùn trắng. Và khối cầu này sẽ nguội và nhạt dần đi trong hàng tỷ năm sau. Siêu tân tinh được phân loại làm hai loại dựa trên sự có mặt hay không của các vạch hydro trên biểu đồ sáng. Siêu tân tinh không chứa các vạch hydro trong quang phổ thuộc siêu tân tinh loại 1, ngược lại sẽ là siêu tân tinh loại 2. Trong đó, siêu tân tinh loại 1 được chia làm 3 loại là 1A, 1B và 1C. Siêu tân tinh loại 1A là kết quả của một ngôi sao lùn trắng trong một hệ thống sao đôi, hay còn gọi là hệ thống sao nhị phân. Sao lùn trắng là một ngôi sao nhỏ, đã chết, có phần lõi ổn định của carbon và oxy. Khi một sao lùn trắng nằm trong một hệ thống sao đôi, nó sẽ tiếp tục hút vật chất từ người bạn đồng hành cho đến khi đạt được khối lượng giới hạn, nó sẽ bùng nổ tạo nên một siêu tân tinh. Siêu tân tinh loại 1A phát ra nhiều năng lượng nhất trong các loại siêu tân tinh đã biết đến bởi nó phá hủy hoàn toàn phần lõi và giải phóng vào không gian. Ánh sáng của nó đạt cực đỉnh trong vòng một tuần và giảm dần sau đó. Khác với siêu tân tinh loại 1A, các siêu tân tinh 1B và 1C được hình thành từ những ngôi sao có kích thước nhỏ và trung bình. Khi đã tiêu thụ hết nguồn năng lượng, các ngôi sao trở thành các siêu tân tinh loại 1B và 1C, thường chúng bị mất lớp vỏ hydro bên ngoài do gió từ bầu khí quyển của các ngôi sao khác hoặc sự tác động bởi các ngôi sao đồng hành. Có nhiều bằng chứng cho rằng các siêu tân tinh loại 1C có thể gây ra các vụ nổ tia gamma trong vũ trụ. Còn với siêu tân tinh loại 2, chúng gần giống với siêu tân tinh loại 1B và 1C. Siêu tân tinh loại 2 được hình thành từ các ngôi sao có khối lượng lớn hơn 10 lần khối lượng của mặt trời. Khi đốt hết nhiên liệu, lõi sao hầu như chỉ còn các nguyên tố nặng. Ngôi sao mất áp suất và sụp đổ vào tâm dưới trọng lực của chính nó. Mật độ và áp suất tăng cao cho đến lúc gây nên bùng nổ. Các lớp vỏ bao quanh nhân ngôi sao bị bắn vào không gian với vận tốc cực lớn. Với các ngôi sao có khối lượng ban đầu bằng 90 lần khối lượng của mặt trời hoặc là thấp hơn một chút với độ kim loại cao, chúng được dự đoán sẽ xảy ra siêu tân tinh loại 2P. Đây là loại siêu tân tinh thường được quan sát thấy trong vũ trụ. Còn những ngôi sao có độ kim loại từ mức trung bình đến cao, các ngôi sao ở phạm vi khối lượng giới hạn trên sẽ mất hầu hết hydro. Khi sụp đổ lõi, nó sẽ tạo ra một siêu tân tinh loại 2L. Còn những ngôi sao có độ kim loại rất thấp, khối lượng của chúng nằm trong giới hạn từ 140 đến 250 lần khối lượng mặt trời. Khi sụp đổ lõi, sự mất ổn định của các cặp hạt electron, positron xảy ra, trong khi chúng vẫn còn bầu khí quyển chứa hydro và một lõi chứa hạt nhân oxy. Kết quả sẽ cho ra vụ nổ siêu tân tinh loại 2 đặc trưng, khi đó một lượng lớn niken được bắn ra ngoài không gian với độ sáng cực lớn. Và kết quả của các vụ nổ siêu tân tinh có thể là một sao neutron, một hố đen hoặc chúng không để lại bất kỳ một tàn tích nào bởi vì vụ nổ quá lớn, chúng thổi bay các vật chất ra ngoài không gian. Và đây vẫn được coi là một trong những sự kiện thiên văn đáng chú ý nhất trong vũ trụ. Còn với ngôi sao lùn trắng SDSS G1240-6710 được cho là sống sót sau vụ nổ siêu tân tinh của hệ nhị phân, có lẽ nó là một sự khác biệt trong vũ trụ, và lý do nó sống sót sau vụ nổ vẫn là một bí ẩn lớn cần các nhà khoa học giải mã trong tương lai.
Hy vọng rằng các nhà khoa học sẽ sớm tìm ra người anh em thất lạc của nó để họ có những cái nhìn chính xác hơn về sự kiện cách đây 40 triệu năm này. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của ngôi sao lùn trắng SDSSG1240-6710 và các vụ nổ siêu tân tinh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tôi thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.